Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả các đồng chí. Các đồng chí lựa chọn những sản phẩm của Khang Audio Bình Dương, đó là sự lựa chọn sáng suốt và đúng đắn. Xin chúc mừng. Báo cáo với lại các đồng chí, theo yêu cầu của một người anh em, người anh em có nhu cầu mua một con biến áp xuyến, một con nguồn xuyến, nguồn tròn như thế này. Đấy, thì mình test luôn cho người anh em để người anh em xem, cũng như các đồng chí. Các đồng chí có nhu cầu về nguồn vuông hay nguồn tròn, yêu cầu điện áp là bao nhiêu cứ nói với mình. Đấy, còn A tức là ampe thì mình trình độ xanh và non mình không biết được nhá, mình không biết được là bao nhiêu ampe, nên là mong các đồng chí thông cảm. Mình chỉ biết được là cái điện áp ra của nó bao nhiêu volt là thứ nhất, cái thứ hai là nó có nặng hay không nhá. Đấy, thì báo cáo các đồng chí, cục biến áp tròn này, biến áp xuyến này, con nguồn xuyến này, con này rất chi là nặng, con này nặng chắc phải tầm 4 cân hoặc trên 4 cân, rất nặng nhá. Đúng rồi, nặng như đá, nặng như cối đá. Đây này, nó có cái số chữ đây này. Đấy. Điện áp ra là bao nhiêu ạ? Điện áp ra là 42V đây này. 40 nhá, ở đây nó đề là 40 này. Đấy, 40. Đấy, điện áp đối xứng 40 nhá, còn điện áp kia là 15 thì mình vừa mới đo đồng hồ của mình nó lại lên 16 cơ. Còn điện áp này của nó là lên 42. Thì 42 thì nếu như chắc là dùng oscillo là cái máy hiện sóng ấy để hiển thị cái điện áp thì chắc là khi có tải là nó tụt xuống 40V. Nên nhà sản xuất người ta đề ở đây là 40V và điện áp mình đo thực tại không có tải là nó 16V. Thì nó qua cái nguồn âm ly thì đấy, nó có hai mức nguồn thôi. Đấy, con này nó không có cửa ra 5V và 21V để nuôi cho quắc nhá. Đấy, con này nó chỉ có hai nguồn, một là điện áp đối xứng 40 này, hai là điện áp đối xứng 16. Thì cái này điện áp 16 này để cấp cho mạch tiền khuếch đại, còn điện áp 40V là để cấp cho mạch công suất. Dây ở giữa là dây xanh, dây mát rồi là dây trục. Thì bản chất vấn đề hai cái dây xanh này nó đấu chung được vào nhau nhá. Còn hai cái dây đỏ này là điện áp cực đỉnh là 80V này, tức là 84V. Đo hai cái dây đỏ này là 84V. Đo hai cái dây vàng này là 32V và đo dây vàng với lại dây xanh thì nó là 16 nhá. Đỏ với lại xanh thì nó là 42. Và bây giờ test luôn ngắn gọn. Thì đây mình dùng cái con đồng hồ này, tại vì đồng hồ này thì lại phải đọc, thì nó nhiều khi mắt mũi nó kém không đọc được, thế nên là cái con này nó hiển thị số luôn cho nó chuẩn nha. Đấy, đây. Đấy. Còn cái mức độ coi chuẩn của nó đến đâu thì mình cũng không rõ, nhưng mà đồng hồ số thì nói chung là nó không phải cộng trừ nhân chia gì cả nha. Đấy. Đây. Cắm nguồn nhá, cắm nguồn để thử luôn vào ngay. Đấy. Đây nhá, tắt đi nhá. Bật lên xoay chiều. Điện áp xoay chiều nhá. Bây giờ mình đo cho các đồng chí xem nhá. Đây một cái dây thì mình đã quặc sẵn ở đây rồi. Tại vì có một tay cầm điện thoại, một tay cầm này, không thể là không quặc sẵn được nhá. Quặc sẵn một dây chung là dây xanh. Bây giờ mình kiểm tra điện áp của dây đỏ trước nhá. Đây. Đưa luôn nó vào đây cho nó gần, cho nó dễ nhìn. Đấy, đây nhá, cho nó dễ nhìn đây. Bây giờ mình đo điện áp dây đỏ này. Sờ đây nó không giật đâu nhá. Đấy, 42,6V này. AC giờ xoay chiều. Đấy, 42,4 nhé. 42,4 là chưa có tải. Đấy, nhà sản xuất nó đề ở đây 40V. Tức là khi có tải rồi thì nó tụt xuống 40V. Điện áp 42V là điện áp mỏm. Này. 42,4 nhá. Đây là một dây này. Chuyển sang dây xa thứ hai nhá. Đây. Chuyển tiếp này. Đúng chưa? Đấy, 42,5 nhá. 42,4 là nó dừng lại luôn nhá, nó không có chạy đâu cả. Đây là nguồn cấp cho mạch công suất báo cáo. Ok. Tiếp theo đến mạch mức nguồn thứ hai, đó là nguồn cấp cho mạch tiền khuếch đại. Hai dây vàng này thì một dây xanh này mình đấu chung vào rồi. Bây giờ đấy 16,1 đấy, 16,18 đây này. Dây này là dây thứ hai nhá. Đây dây thứ hai này.
từ từ nó sẽ lên đấy, cái đồng hồ số ấy nó thế này 16 đấy, từ từ đồng hồ số như thế đấy 16 nhá. Kiểm tra lại cái dây này này. Đây. Mười sáu đúng chưa? Đấy, nó do cái nhiều khi là nó do cái tiếp xúc ấy, nó do cái tiếp xúc cái chỗ này này. Đấy. Đây. 16 nhá. Tiếp theo lại này. Đấy. Nó tiếp xúc chuẩn phát là nó lên ngay, nhưng mà tiếp xúc nó kém về đồng hồ nó phải từ từ để nó kiểm tra nó chạy nhỉ. Đây. Đấy, lên ngay lập tức nhá. Tức là gì? Là các mức điện áp ở đây còn tốt nhá. Biến áp này đang hoạt động bình thường nhá. Đấy. Kiểm tra lại cái nguồn chính này nhá. 42,6 này. Tiếp theo này. Đấy. Thôi thế là mình đã kiểm tra xong cái nguồn này. Các đồng chí có nhu cầu về biến áp, kính thưa các loại biến áp, cứ liên hệ với mình. Đấy. Cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.